Bây giờ mình đang ở lòng vọc Trà Vá Chân Đen. Chân đen, chân xám và chân nâu. Ở đây thì có 3 loài vọc thôi, không có nhiều. Nhưng mà 3 loại này là gọi là nữ hoàng linh trưởng. 3 loài vọc đẹp nhất, độc quyền của Việt Nam. Đậu đi coi, trường ta đi thấy không? Bạn đây nó kêu vô đậu hết chỗ luôn. Hết chỗ luôn rồi.